chinh phục huấn luyện viên Hàn Quốc bằng vũ khí đặc biệt, Văn Toàn đã tự mở toang cánh cửa ở Seoul Elen. Dù chưa có được bàn thắng cho Seoul Elen, nhưng Văn Toàn đang ngày càng chứng minh tầm quan trọng trong màu áo của đội bóng thuộc K-League 2. Phút bù giờ 95 trận đấu giữa Seoul Elen và Yeonam Dragon, Văn Toàn nhận bóng gần sát biên trái, chỉ một động tác đơn giản, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng loại bỏ hậu vệ đối phương và thoát đi nhanh chóng. Anh xử lý gọn gàng rồi tung đường căng ngang vào trong tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội dứt điểm ở thế trống trải. Xong, cú sút của Park Ki-un-min lại bay lên trời. Văn Toàn bỏ lỡ một pha kiến tạo, còn Seoul Elen nhận thất bại thứ hai từ đầu giải. Nhìn đồng đội hỏng ăn, Văn Toàn chỉ biết nằm dài ra sân ôm đầu tiếc nuối. Đấy là một trong những pha bóng cho thấy giá trị của Văn Toàn với tốc độ xé gió đã thành thương hiệu. Trước đó, trong khoảng 55 phút góp mặt trên sân, tiền đạo người Hải Dương từng nhiều lần hành hạ đối thủ nhờ vào điểm mạnh này của mình. Sau trận đấu, chính huấn luyện viên Park Chong Kyun thừa nhận sớm tung Văn Toàn vào sân là muốn tăng cường khả năng đột phá bởi hàng công thiếu đi tốc độ. Không phải ngẫu nhiên mà vị chiến lược gia người Hàn chọn Văn Toàn ngay từ phút 37 bởi ông hiểu rõ thực lực của tiền đạo 26 tuổi. Khi còn ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Chong Kyun từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo và từng dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội. Ông không là gì những pha bứt tốc đáng sợ từ đôi chân của Văn Toàn. Đó là thứ vũ khí đặc biệt mà chỉ cầu thủ người Hải Dương mới có nếu so sánh với những đồng đội đang xuất ngoại như Quang Hải hay Công Phượng. Đó cũng là lý do Seoul Elen có tận 7 tiền đạo, nhưng Văn Toàn vẫn được lựa chọn ở 3 vòng đấu đầu tiên của K-League 2. Ở trận khai màn, Văn Toàn xuất phát ngay từ đầu và thi đấu 82 phút. Trận thứ 2, anh vào sân từ ghế dự bị ở phút 65 và trận gần nhất là vào sân từ phút 37. Nhìn vào thời lượng thi đấu, đó là con số rất tích cực với một cầu thủ lần đầu xuất ngoại như Văn Toàn. Theo thống kê từ Sofaco, có một thông số đáng lưu ý là Văn Toàn có 20 lần đối mặt đối phương và anh đã qua người thành công 8 lần. Thêm một yếu tố giúp anh ghi điểm trong mắt huấn luyện viên nằm ở khả năng lui về hỗ trợ phòng thủ, với 4 lần đánh chặn thành công. Sở hữu tốc độ tốt nên việc Văn Toàn lên công về thủ hỗ trợ đồng đội không phải điều bất ngờ. Trong màu áo tuyển Việt Nam hay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn cũng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ này. Tầm hoạt động năng nổ của tiền đạo 26 tuổi cũng nhận được sự ghi nhận từ huấn luyện viên Park Chong Kyun. Văn Toàn là tiền đạo nhưng hơi vội vàng vì đói bóng. Dù vậy, cậu ấy đang thích ứng khá tốt. Nếu thời tiết ấm hơn có lẽ Toàn sẽ còn chơi tốt hơn. Huấn luyện viên người Hàn cho biết. Đó là những góp ý rất tích cực bởi ông Park hiểu rõ cậu học trò của mình có điểm mạnh gì và thiếu điều gì. Đó cũng là một thuận lợi không nhỏ với Văn Toàn trong quá trình hòa nhập và thích nghi nhanh với bóng đá Hàn Quốc. Trước đây, nhiều chuyên gia bóng đá từng nhận định giải đấu ở Hàn Quốc có phần thiên về sức mạnh và thể lực. Điều này là một phần lý do khiến Công Phượng, Xuân Trường từng thất bại. Song, Văn Toàn hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt nhờ vào tốc độ, thứ vũ khí sở trường để bù lại khiếm khuyết kể trên. Sau 3 trận đấu, Seoul Elen mới có được 1 điểm và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Văn Toàn vẫn chưa thể giúp đội nhà có được chiến thắng, song anh vẫn tràn đầy tự tin. Tôi không lo lắng nhiều khi đã quen với nhịp độ ở K-League. Tôi tin rằng các cầu thủ Việt Nam cũng có thể đến Hàn Quốc và thi đấu tốt, Văn Toàn chia sẻ sau trận thua Yeonam Dragon. Khó khăn ở giai đoạn đầu là tình trạng chung mà các cầu thủ Việt Nam thường gặp phải khi xuất ngoại. Nhìn sang Yokohama Fan Club, Công Phượng vẫn chưa có cơ hội ra sân sau 4 vòng đấu của J1 League. Hay Quang Hải ở Pau Fan Club cũng từng rơi vào cảnh tương tự và đang đánh mất vị thế ở giải hạng 2 Pháp. Còn quá sớm để khẳng định Văn Toàn sẽ thành công và viết nên chương mới cho sự nghiệp của bản thân. Song với những gì đang diễn ra, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cho thấy anh là một hạt nhân quan trọng trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Park Chong Kyun. Và lúc này, người hâm mộ có quyền kỳ vọng Văn Toàn sẽ ngày càng phát huy giá trị ở Seoul Elen. Tạo ra khác biệt nhờ tốc độ, kỳ vọng Văn Toàn có thể thành công ở K-League 2.